Vâng, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Đỗ Tùng Tám nha. Vâng, thưa ơi. Bây giờ là 11 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2019 và thì tôi đang trực tiếp bàn giao cho nhà bác sở xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, bộ sập thờ, à chết, xin lỗi, bộ sập chân quỳ dạ cá bằng gỗ hương đỏ Nam Phi đây. Và đây trên hình ảnh quý vị nhìn đây là không gian của nhà bác sở đây, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập. Và thì một chiếc sập thờ và một chiếc sập trên quỳ dạ cá có kích thước là 1m8, 2m2 bằng gỗ hương đỏ của liền. Và thì được chúng tôi vừa lắp đặt xong tại nhà bác sở. Vâng, trên hình ảnh quý vị nhìn đây là bác sở đây, bác chủ nhà đây. Vâng, nào bác cho thấy chiếc sập này thấy có ưng ý không bác? Rất đẹp, nói chung Vâng. là gỗ hương đỏ nhỉ. Vâng ạ, Vâng, hương đỏ. hương đỏ đẹp, Vâng. nói chung là Vâng, thì cho chân thành cảm ơn bác sở và đã tin tưởng và đã ra tận cơ sở đồ gỗ Tùng Tám cháu ở xã Văn Khúc và đã đặt làm và bác đã ra ký duyệt rồi. Hôm nay đã hoàn thiện và đã mang vào bàn giao cho gia đình bác. Vâng, bác rất ưng ý và hài lòng chiếc sập này. Vâng, thì cháu xin thân thành cảm ơn bác á, và toàn thể gia đình, và chúc gia đình bác mạnh khỏe, làm ăn phát đạt nha. Và thì và có nhu cầu dùng gì nữa thì lại ra đến cơ sở em nhá. một bộ trường kỷ nữa Và và tôi đang thích bộ trường kỷ kia bên kia. và chắc được, nhà này kia trường kỷ là hợp đấy các bạn. Và và đây có bộ salon này là đời đấy, cổ đẹp đấy, này bên giá trị phết đấy, gỗ cụ ta này, cái này là thời đấy là gỗ các bạn, cái thời đời này là gỗ cụ hết. mà thời báo cáo Vâng. là hồi biết thế tôi lấy cái bộ tam sư vườn cầu xong rồi lấy bộ phượng này Và cũng được. cái này là gỗ cụ ta Quảng Bình mình đấy, giá trị. Và Hồi xưa là nó nhiều lắm, tôi về tận Hữu Bằng Hà Tây đây Và lấy Hữu Bằng đây. đấy, rất là đẹp ạ. Hay không gian nhà bác rất là rộng này, mà bên kia bác kê bộ trường kỷ nữa là rất hợp. Và cái tủ trường kỷ là mấy tủ nó gọn gọn hơn tí. Và đấy, tiền đang cầm.